Không biết là các bạn đang mong chờ món gì từ series ăn ngon vòng quanh thế giới tại nhà tập này. Hôm trước mình làm mì xào khô thì có bạn nói với mình là có một loại mì xào khô từ Indonesia được mệnh danh là mì xào khô có hương vị được yêu thích nhất trên thế giới. Nên là hôm nay chúng ta sẽ qua Indo ăn thử mì xào nha. Mà không biết có ai giống mình không? Ăn mì ăn một gói thì thiếu, ăn hai gói thì nó lại dư. Nhưng mà thôi, cuối cùng thì mình cũng quyết định làm thử hai gói. Theo như hướng dẫn để ăn mì ngon nhất thì mọi người sẽ luộc đúng 3 phút nha. Trong thời gian chờ thì mình sẽ bỏ hết cái gói gia vị vào chén, thêm vào đó là hành, tỏi, tương ớt và chanh, rồi cho thêm một xíu dầu nóng vào nữa. Mình thì thích ăn cái gì nó cứ cay cay, nó chua chua thì ăn nó mới ngon. Sau khi luộc đúng 3 phút á thì mọi người sẽ vớt mì ra, cho vào cái chén nước sốt hồi nãy mình đã chuẩn bị sẵn rồi đảo đều lên. Còn mì vừa vàng vừa dai, hòa quyện với nước sốt có hương vị rất là đặc biệt, vừa thơm mùi hành phi, vừa chua chua, vừa cay cay. Đúng là ăn hai gói là một quyết định rất là sáng suốt. Và cảm ơn các bạn mà đã gợi ý cho mình cái loại mì này nha. Chứ từ giờ có khi nó sẽ là bạn đồng hành lâu dài với mình luôn đó. Còn bây giờ nếu mà bạn nào chưa ăn mì á thì mình mời các bạn ăn thử nha. Nếu có ai đó hỏi mình là từ giờ tới cuối đời mình chỉ được ăn một món thì mình sẽ chọn món gì? Món đầu tiên mà mình sẽ nghĩ tới đó là món cơm chiên trứng hôm trước mình đã làm. Còn món thứ hai mình không thể nào mà không nghĩ tới đó là món mì gói xào bò. Đã là món mì gói xào thì mọi người có thể tận dụng tất cả những nguyên liệu ở nhà mọi người có. Hôm nay tủ lạnh của mình ở nhà thì còn có một ít cải ngọt, một ít cà rốt và một ít hành tây. Mì gói thì đầu tiên mình sẽ đem đi chùm nước sôi trước khoảng tầm 1 phút rưỡi cho tới 2 phút. Bạn nào thích ăn mềm hơn thì có thể tùy canh chỉnh thời gian nha. Từ đó tới giờ kiểu gì ai mà chả ăn món mì xào này rồi. Không xào bò thì là mì xào trứng hoặc là mì xào không cũng có nữa. Nhưng mà là món gì thì ai cũng có bí quyết riêng đúng không? Với mình thì món mì xào nó phải chua chua, nó cay cay thì nó mới ngon. Nên là mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mình làm nước sốt. Đầu tiên là sẽ có một muỗng muối Tây Ninh, loại muối mà mọi người hay ăn bánh tráng. Thêm vào đó là một muỗng đường, 3 muỗng tương ớt, một muỗng nước cốt chanh, thêm vào đó là 4 muỗng nước lọc và cuối cùng là một muỗng bột năng. Tổng hết lại thì mọi người sẽ có một cái loại nước sốt màu cam cực kỳ đẹp như thế này luôn. Đáng ra mì xào thì mình sẽ xào với thịt nạc thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà hôm nay trong tủ lạnh mình chỉ còn một ít thịt ba chỉ bò thôi à. Nên là có gì thì mình dùng nấy thôi. Với lại hôm trước thì mình có quay một video hướng dẫn mọi người trải nghiệm cái cách tôi chảo lần đầu tiên như thế nào. Làm sao để tôi một cái chảo thép bình thường thành một cái chảo chống dính. Mà quên mất là phải chỉ cho mọi người thêm cả các cách bảo quản nữa. Chảo mà sau khi đã dùng xong thì mọi người sẽ rửa nó lại bằng nước. Hạn chế là sử dụng ít nước xà phòng thôi nha. Sau đó bật bếp lên đun cho đến khi nào mà hết nước mọi người lại cho dầu vào. Rồi tắt bếp đi. Lúc này cái chảo của mình nó sẽ hơi nóng nóng một xíu. Rồi mọi người sẽ dùng khăn hoặc là giấy chà đều cái phần dầu xung quanh cái phần mặt chảo, lau đều luôn cả cái phần mặt sau luôn nha. Chứ mọi người không lau đều là cái chảo nó sẽ bị sét đó. Hôm trước cũng có rất là nhiều bạn nói là mình toi chảo chưa có tới, rồi kêu mình làm màu, chỉ cho mọi người tùm lum tùm la. Nhưng mà ở trong cái video đó thì mình có nói là mình sử dụng cái bếp mini nên là cái lửa của nó không có lớn, thì chắc chắn là mình sẽ không có toi chảo mà nó cháy được giống như là video mẫu được. Tại vì lửa mà cái đầu bếp sử dụng là lửa công nghiệp, nó rất là lớn. Tuy nhiên là cái cách toi chảo của mình cái chảo của mình nó vẫn chống dính rất là tốt. Nên là mọi thứ rất là đơn giản, mọi người đừng có make it complicated quá nha. Cách của mọi người làm thì nó cũng đúng, nhưng mà cách của người khác làm chưa chắc gì nó đã sai. Ví dụ rất là cơ bản là cái chảo của mình nó vẫn chống dính khá là tốt và nó không có bị sét sau khi sử dụng. Nói tới đây mà quên mất thịt ba chỉ bò nó khá là béo, mọi người phải chiên sơ nó qua rồi mọi người lấy cái phần dầu của nó để đi xào rau nha. Rau sau khi mọi người xào khoảng tầm 2 phút thì rau nó vẫn còn màu xanh rất là đẹp. Mọi người sẽ lần lượt là cho mì nè, cho thịt bò và cho sốt vào, đảo đều lên khoảng 1-2 lần. Sau đó là tắt bếp liền nha, tại vì cái chảo này nhiệt nó vẫn tốt lắm. Mọi người xào lố một xíu là mì của mình nó sẽ bị mềm mà mình đảm bảo với mọi người nè, cái loại sốt của mình thì nó vừa chua chua, nó vừa cay cay, ăn cuốn cực kỳ luôn. Đó là lý do mà tại sao nếu được chọn một cái món mà ăn tới cuối đời thì không thể nào mà thiếu cái món mì này được hết. Mà cái những cái bạn mà nấu ăn không có ngon thì mọi người đừng có tự ti nha, nấu dần dần thì nó sẽ quen, dần dần mọi người nấu quen rồi nó sẽ thành ngon. Chứ mọi người mà bỏ cuộc giữa chừng là mình biết chắc một điều là mọi người sẽ không thể nào mà nấu ăn ngon lên được đâu.